Việt Nam để tiền giữa đường để dụ khách du lịch Trung Quốc. GDF Việt Nam xin chào các bạn. Chắc các bạn không còn quá xa lạ về các bài bánh vẽ của Trung Quốc về quốc gia ta. Lâu lâu mình đọc bài viết mình còn tưởng Việt Nam ta là một hành tinh không thuộc về trái đất này. Wow! Phải chăng họ ước mơ làm đá thủ mà ba mẹ họ bắt viết bài? Điển hình là một bài viết khá thú vị mà tụi mình mới lục lội được từ một trang báo của Trung Quốc. Đọc xong bài viết này, mình phải khẳng định rằng tác giả này là đá thủ lâu năm mà giấu. Bài viết này hẳn phải là một kiệt tác của một đá thủ nào đó. Bài viết có tựa đề: Hiện tượng kỳ lạ trên đường phố Việt Nam. Hàng đống đồng nhân dân tệ được đặt trên đường phố, họ đang có ý đồ gì? Hãy cùng GDF Việt Nam tìm hiểu nhé! Theo như người này miêu tả thì nó đã thu hút sự chú ý của thế giới. Đó là việc người Việt để nhân dân tệ thành từng đống giữa đường. Cụ thể, bài viết này nói rằng, mới đây thì một tin tức về Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của giới truyền thông thế giới. Theo báo cáo, trên một đường phố sầm uất ở Việt Nam, một số lượng lớn nhân dân tệ Trung Quốc bất ngờ xuất hiện, chất đống trên đường phố, khiến cho người dân nghi ngờ và tò mò. Hiện tượng kỳ lạ này ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp xã hội, như thể là họ đang mở ra một trò chơi thách đố trên quy mô toàn cầu. Tạm ngừng một tí, mình thắc mắc là đường phố đó ở đâu thế? Mình xin địa chỉ để đến đó. Mình hứa là mình sẽ không lấy một đồng nào đâu. Tiếp tục bài viết thôi nào. Người này viết, số nhân dân tệ chất đống trên đường phố này khả năng cao có liên quan đến quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Việt Nam. Cách giải thích đơn giản nhất là những đồng nhân dân tệ này được dùng để tạo ra ảo tưởng về sự thịnh vượng kinh tế, thể hiện sức mạnh đầu tư của Trung Quốc và mang lại ảnh hưởng tích cực cho Việt Nam. Suy cho cùng, số tiền khổng lồ như vậy sẽ khiến cho người ta lầm tưởng rằng Trung Quốc đã đầu tư quy mô lớn vào Việt Nam. Bằng cách này, hình ảnh kinh tế của Việt Nam sẽ được cải thiện trên trường quốc tế và thu hút nhiều vốn đầu tư quốc tế hơn. Tuy nhiên, lời giải thích này có thể không hoàn toàn chính xác. Lời giải thích hợp lý hơn là những đồng nhân dân tệ này được đặt trên đường phố nhằm thu hút sự chú ý của khách du lịch Trung Quốc. Là một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới, số lượng người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài vẫn ở mức cao. Việt Nam hy vọng sẽ thu hút được sự quan tâm của du khách Trung Quốc bằng cách này và từ đó thúc đẩy du lịch phát triển. Chưa hết, đằng sau sự phát triển của du lịch Việt Nam còn có những cân nhắc sâu sắc hơn. Một yếu tố có thể xảy ra đó là chính sách kinh tế của chính phủ Việt Nam. Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và quan hệ kinh tế giữa hai nước đang tiếp tục phát triển. Trong hoàn cảnh như vậy, chính phủ Việt Nam hy vọng sẽ thu hút thêm nhiều công ty Trung Quốc đầu tư và xây dựng nhà máy tại Việt Nam để kích thích sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Bằng việc đưa đồng nhân dân tệ ra thị trường Việt Nam, họ thể hiện mong muốn đầu tư của Trung Quốc, đồng thời thể hiện tiềm năng và sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế. Tóm lại, hàng đống đồng nhân dân tệ được đặt trên đường phố ở Việt Nam có thể nhằm tạo ảo giác về sự thịnh vượng kinh tế, thu hút sự chú ý của khách du lịch Trung Quốc, kích thích phát triển du lịch và cũng có thể để thu hút đầu tư từ các công ty và nhà đầu tư Trung Quốc, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế đất nước này, dù bằng cách nào nó nhấn mạnh sự phụ thuộc của Việt Nam vào nền kinh tế Trung Quốc và muốn hợp tác song phương. Hiện tượng đặc biệt này khiến tôi phải suy nghĩ và cũng giúp chúng tôi hiểu sâu hơn về mối quan hệ phức tạp giữa Trung Quốc và Việt Nam. Đó là toàn bộ bài viết của tác giả người Trung Quốc trên trang báo. Ngoài ra, người này cũng chèn thêm một số hình ảnh của Việt Nam để tăng độ uy tín. Tuy nhiên, chỉ có hai trong số đó là ảnh tiền chất đống, như là tác giả nói. Tuy nhiên, vì hình ảnh không rõ ràng và cũng không có nhân vật hay ngoại cảnh nào giống với Việt Nam trong hình, cho nên khó mà nói được là họ lấy ảnh từ đâu để làm minh họa cho bài viết này. Nếu như những bức ảnh trên và cả bài viết của tác giả đều là sự thật, thì mình nghĩ là có một khả năng có thể xảy ra thôi. Đó là số tiền trên là tiền âm phủ. Vì ở Việt Nam, tiền trong bóp còn bị móc, tiền cất ở nhà còn bị trộm, đến cả thụt cả kép thì lấy đâu ra mà bay như đồ trang trí thế kia được. Rõ ràng là số tiền kia không bốc hơi sau vài phút, vẫn kịp để truyền thông đến chụp ảnh thì không thể nào là ở Việt Nam. Phía dưới bài viết thì cũng có khá nhiều độc giả cùng chúng thắc mắc với mình. Đó là tiền giả, bởi vì người Việt Nam làm gì sao có đến mức để tiền ngoài đường. Tại sao mình qua Việt Nam mấy lần rồi mà chưa thấy hiện tượng này bao giờ? Đấy nhá, có phải là mình tôi nghi ngờ ông tác giả có chơi đồ đâu? Chính độc giả Trung Quốc cũng không tin nổi những gì trong bài viết nói nữa là. Mà cũng phải nể phục tác giả từ một chuyện không thể biết thực hư thế nào mà người này có thể vẽ ra một viễn cảnh Việt Nam dùng cách này để dụ dỗ người Trung Quốc sang du lịch và đầu tư. Rồi còn tín hiệu chính phủ Việt Nam gửi đến Trung Quốc là mong muốn hợp tác nữa chứ. Đúng là chả hiểu kiểu gì.